Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tân Đại tướng Lương Tâm Quang sắp tổ chức đại tiệc vinh quy bái tổ. Ngày 20 tháng 10, truyền thông đưa tin, Thượng tướng Lương Tâm Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, được thăng quân hàm đại tướng. Người ký và trao quyết định thăng quân hàm đại tướng cho Lương Tâm Quang chính là Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đồng Hương Hưng Yên cũng chính là người đã đưa Lương Tâm Quang lên làm Bộ trưởng Bộ Công an Đặc biệt, trong ngày cuối cùng giữ chức chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã vội vã trao quyết định này cho Lương Tâm Quang vì ngày mai 21 tháng 10, Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước mới. Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tâm Quang. Một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, dự kiến cuối tháng 10 này, tân đại tướng Lương Tâm Quang sẽ về quê Vinh Quy Bái Tổ ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Được biết, Bộ trưởng Lương Tâm Quang giao cho thư ký Nguyễn Minh Phương đặt cổ trên Hà Nội hơn 300 mâm và chuyển về quê để khao làng và tri ân tổ tiên. Nhằm tránh phát tán hình ảnh, Nguyễn Minh Phương được giao nhiệm vụ quản lý quan khách và nghiêm cấm quay phim, chụp hình dưới mọi hình thức trong đại tiệc vinh quy bái tổ của Bộ trưởng Lương Tâm Quang chắc chắn sẽ có nhiều thực đơn sơn hào hải vị, nhưng sẽ không có món chân gấu bắc cực hoặc món bò giác vàng rắc muối. Trước đó, ngày 7 tháng 10, Thời báo chấm đã loan tin Bộ trưởng Lương Tâm Quang gặp rắc rối tại sân bay trong chuyến thăm Nga vừa qua. Theo đó, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm biết ngày 11 tháng 9, đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tâm Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn động, đã thăm và dự hội nghị lãnh đạo cấp cao, phụ trách an ninh các nước, tổ chức tại thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga. Trong thời gian thăm thú và làm việc tại Nga, Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang được thư ký Nguyễn Minh Phương dẫn đi ăn chân gấu và thịt hải cẩu. Hôm đó có rất nhiều tướng lĩnh công an và doanh nghiệp cùng tham gia đại tiệc bất hợp pháp nói trên. Trên bàn tiệc, ngoài năm chai rượu, Macallan rất đắt tiền, thì toàn các món ăn đặc sản thịt thú rừng, thuộc loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Và đây là hình đoàn Bộ Công an do Bộ trưởng Lương Tâm Quang dẫn đầu thăm tượng đài Hồ Chí Minh tại San Petersburg. Sự việc trên nếu chỉ dừng lại ở bàn tiệc bất hợp pháp thì sẽ chìm vào bóng tối của dĩ vãng, nhưng nó lại tiếp tục tái hiện như muốn cho thế giới biết về cuộc sống vương giả xa hoa của tầng lớp tướng lĩnh công an Việt Nam. Sau những ngày làm việc cực nhọc và ăn chơi trên xứ Bạch Dương, Lương Tâm Quang và đoàn tùy tùng ra sân bay trở về Việt Nam khi đến trạm kiểm tra an ninh sân bay, thì Lương Tâm Quang cùng thư ký Nguyễn Minh Phương và đoàn tháp tùng bị câu lưu hơn 2 tiếng. Vì an ninh sân bay phát hiện 12 chân gấu Bắc cực đóng trong 3 thùng cấp đông và hai con hổ Amer đã lột da. Hổ Amer được xếp vào cấp quý hiếm nhóm IP đang bị đe dọa tiệt chủng nghiêm cấm khai thác sử dụng. Sau khi lập biên bản và thu giữ các thùng hàng kể trên, cơ quan có thẩm quyền của Nga đề nghị một cán bộ công an trong đoàn ở lại giải quyết vụ việc. Sau khi ép các cục trưởng và phó cục trưởng đi cùng đoàn nhận lô hàng đó là của họ, nhưng không thành công, thư ký Phương đã viết bản tường trình giải thích rằng chân gấu Bắc cực bị an ninh Liên bang Nga thu giữ là thùng quà của một Việt Kiều Nga biếu tặng, nhưng Phương và Bộ trưởng Lương Tâm Quang không biết trong đó là gì. Sự việc này có thể sẽ chìm xuồng và có thể không là vấn đề gì lớn đối với cán bộ cấp cao của Việt Nam nhưng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và vị thế của Việt Nam trong mắt quốc tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tân Đại tướng Lương Tâm Quang sắp tổ chức đại tiệc Vinh Quy Bái Tổ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vai trò của thể chế và con người trong sự phát triển đất nước Ngày 19 tháng 10, luật sư Facebooker Vũ Đức Khanh có bài bình luận trên trang cá nhân của mình với tựa đề Sự nghèo khó và phát triển, vai trò của thể chế và con người Theo tác giả, sau đệ nhị thế chiến, ba quốc gia trên thế giới bị chia cắt bởi những lý do chính trị và tư tưởng là Việt Nam, Hàn Quốc và Đức trong đó, Việt Nam và Đức đã được thống nhất, nhưng số phận của từng quốc gia lại khác biệt. Đồng đất tan rã và sát nhập với Tây Đức giàu có, trong khi Bắc Hàn vẫn mắc kẹt trong nghèo đói, thua xa Nam Hàn về mọi mặt. Và đây là hình giấy tờ trên Facebook Vũ Đức Khanh. Tác giả đặt vấn đề, tại sao cùng một dân tộc, cùng một nền văn hóa, nhưng khi bị chia cắt bởi hai hệ thống chính trị khác nhau, một bên phát triển thịnh vượng, còn bên kia thì tụt hậu. Trường hợp của Việt Nam tuy thống nhất thành công, nhưng sau chiến thắng của phe Cộng sản, đất nước vẫn phải đối mặt với nghèo khó trong thời gian dài. Vậy lý do thật sự là gì? Thể chế hay con người, hay một yếu tố nào khác chăng? Con người sinh ra thể chế, hay thể chế sinh ra con người? Nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy rằng, con người là yếu tố quyết định đầu tiên. Tác giả dẫn chứng, sự khác biệt rõ rệt giữa Bắc và Nam Hàn là minh chứng sống động cho ảnh hưởng của thể chế lên sự phát triển. Bắc Hàn dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Đảng Lao động và gia đình Kim Jong Un, không có sự cạnh tranh tự do, không có động lực cá nhân để cải thiện đời sống và nguồn lực kinh tế bị kiểm soát bởi nhà nước. Trong khi đó, Nam Hàn chọn con đường phát triển khác hẳn. Sau khi áp dụng mô hình kinh tế thị trường, chính phủ Nam Hàn đã khuyến khích đổi mới và hợp tác quốc tế, mở cửa cho đầu tư nước ngoài và thúc đẩy giáo dục, nghiên cứu khoa học sự kết hợp này đã giúp Nam Hàn vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả cũng nhắc đến trường hợp tương tự là Đông và Tây Đức. Khi Tây Đức chọn con đường tư bản chủ nghĩa và gia nhập cộng đồng châu Âu, họ nhanh chóng hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Trong khi đó, Đông Đức bị kèm kẹp bởi nền kinh tế kế hoạch hóa với sự kiểm soát chặt chẽ từ Liên Xô. Cuối cùng, Đồng Đức không thể cạnh tranh với Tây Đức về kinh tế, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ và đi đến quá trình thống nhất. Tác giả nhắc lại, Việt Nam cũng là một quốc gia bị chia cắt bởi ý thức hệ. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên sau chiến tranh, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Nguyên nhân chính là do nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa và sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước đối với mọi hoạt động kinh tế. Chỉ đến khi chính phủ bắt đầu thực hiện chính sách đổi mới vào cuối thập niên năm 1980, nền kinh tế mới dần khởi sắc. Nhưng dù đã có những tiến bộ đáng kể, Việt Nam vẫn còn một khoảng cách rất xa so với các nước phát triển, chủ yếu do thể chế chính trị vẫn còn những giới hạn nhất định đối với tự do cá nhân và quyền sở hữu tài sản. Theo tác giả, từ những ví dụ trên, có thể thấy rằng thể chế là một yếu tố then chốt trong việc định hình sự phát triển của một quốc gia, nhưng có người cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng chính con người đã tạo ra thể chế và chính họ là những người có thể thay đổi thể chế khi cần thiết tác giả kết luận sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc vào sự kết hợp giữa thể chế và con người thể chế tốt có thể thúc đẩy sự phát triển nhưng nếu không có những con người có tư duy mở và khát khao đổi mới thì mọi thể chế đều có nguy cơ trở thành cản trở con người và thể chế là hai mặt của một đồng xu luôn tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vai trò của thể chế và con người trong sự phát triển của đất nước Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới